tạng bồ tát bổn nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tập tám mươi mốt xin mời mở bản kinh ra phần khoa chú quyển hạ trang 39 chúng ta xem kinh văn thế tôn vị lai thế trung cập hiện tại chúng sanh nhược năng ư sở trụ xứ phương diện Tác như thị cúng dường Đắc như thị lợi ích Hôm qua giảng đến chỗ này Đây là nói Người dựa theo Lời chỉ dạy trong kinh điển tu cúng dường Thì họ có thể được Chư Phật Thiên Thần Gia trì Và họ thu được lợi ích Giống như 10 loại lợi ích Mà phía trước đã nói Trong 10 loại lợi ích Thì chín loại phía trước Đều là lợi ích thế gian loại sau cùng là đa ngộ thánh nhân đây là được lợi ích suốt thế gian lợi ích này là thù thắng vô cùng đây chính là nói phương pháp tu hành thoát khỏi thế gian giống như trên kinh luận thường nói nghe pháp khai ngộ tu hành bố thí phần trước nói với chúng ta tu phước ở trong tam bảo ở trên kinh phật nói cho chúng ta biết Đa ngộ thánh nhân Chính là thường gặp Thiện tri thức Thường hay gặp được Hóa thân Của những bậc thánh hiền Như Phật Bồ Tát là Hán Những vị bạn lành này Họ có thể giúp chúng ta Xa lìa Ác pháp tăng trưởng thiện pháp Có thể giúp chúng ta khôi phục Giới định huệ giải thoát Giải thoát tri kiến Trên kinh gọi là ngũ phần pháp thân Đây là nhân duyên Của Thánh hiền nếu như chúng ta thường hay gặp được thì đây là sự việc tốt là dịp may mắn vô cùng trong thế gian và xuất thế gian ở chỗ này phật dạy cho chúng ta biết thường hay cúng dường ở trong cúng dường quan trọng nhất là cúng dường y giáo tu hành. Cúng dường Bồ Tát địa tạng, được oai thần của Bồ Tát địa tạng gia trì thì mới có thể có được sự gặp gỡ thù thắng này. Tác như thị cúng dường, đắc như thị lợi ích. Xin xem tiếp dưới đây, đoạn thứ hai là lợi ích của việc đọc kinh cúng tượng mời xem kinh văn phục bạch phật ngôn thế tôn vị lai thế trung nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân đây là người hay tu đặc biệt chú ý đến chữ thiện ở trên kinh văn nói đây là chữ mấu chốt ư sở trụ xứ hữu thử kinh điển cặp bồ tát tượng hữu thử kinh điển chính là chỉ bộ kinh này là kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện trong nhà bạn có bộ kinh điển này và có cúng dường hình tượng bồ tát địa tạng đây là nhân duyên được phước Thị nhân cánh năng chuyển đọc kinh điển Cúng dương Bồ Tát Ngã thường nhật dạ Dĩ bổn thân lực Vệ hộ thị nhân Nải chí thủy hóa đạo tặc Đại hoạnh tiểu hoạnh Nhất thiết ác sự tất giai tiêu diệt Đây là lời báo cáo Của kiên lao địa thần Lên thích ca mâu ni Phật ngài phát tâm hộ pháp kiên lao địa thần dùng cách nói hiện nay của chúng ta mà nói là vị thần đất lớn nhất ở địa cầu của chúng ta địa vị của ngài còn cao hơn cả vua diêm la vua diêm la giống như vị vua của một nước còn ngài là vị vua của toàn thế giới Vua Diêm La cũng phải nghe lời Ngài Ngài là vị thần đất của cõi Diêm Phù Đề Giống như chúng ta ngày nay gọi là lãnh tụ của toàn thế giới Phước báo của Ngài rất lớn Quyền lực cũng lớn Uy thế hơn người Đoạn sau cùng này ở trong kinh văn là đoạn mấu chốt, thị nhân cánh năng chuyển đọc kinh điển, cúng dương Bồ Tát tám chữ này, tám chữ này rất quan trọng. Ngài không có nói là thị nhân năng đọc kinh điển, ngài nói là thị nhân chuyển đọc kinh điển, ý nghĩa của chữ chuyển là gì? Mỗi ngày bạn đọc tụng kinh điển Mỗi ngày đọc Một trăm lần Cũng không có tác dụng gì Thiên lao địa thần có phù hộ cho bạn không? Không thể Nếu như bạn chuyển đọc kinh điển Thì sẽ tương ưng với nguyện của Ngài Các vị thử nghĩ xem ý nghĩa của chữ chuyển này là gì Cổ Đức thường nói Tùy văn nhập quán đó chính là chuyển đọc thấy lời giáo huấn trong kinh văn thì tâm niệm liền chuyển cho nên chuyển là y giáo phụng hành bạn mỗi ngày đọc mỗi ngày nhớ nghĩ mỗi ngày làm theo chuyển là đem suy nghĩ của chúng ta chuyển trở lại đem hành vi của chúng ta chuyển trở lại dựa theo lý luận và giáo huấn của kinh điển cho nên chuyển đọc kinh điển chính là cúng dường tu hành đúng như những gì đã dạy như vậy gọi là chuyển dùng công đức đó cúng dường bồ tát Cho nên cúng dường Bồ Tát không phải ở trên hình thức như là mỗi ngày thắp hương. Cúng nước, cúng trái cây cho ngài. Không phải ở những thứ này, là phải dùng tâm thành kính tu hành. Tu hành nghiêm túc để cúng dường. Điểm này quan trọng. Bạn có tấm lòng thành này thì đương nhiên ở trên hình thức cũng sẽ làm được. không có thành ý dù trên hình thức làm được cũng không có tác dụng gì quan trọng nhất là bạn phải có thành ý mấu chốt là ở chữ chuyển chuyển chính là chuyển phàm thành thánh chuyển phiền não thành bồ đề chuyển mê thành ngộ chuyển nhiễm thành tịnh đều ở chỗ chuyển biến nên chữ này là chữ mấu chốt thật sự có thể dựa theo lời chỉ dạy trong kinh điển chuyển trở lại ngã thường nhật dạ ngã là kiên lao địa thần tự xưng địa thần đang ngày đêm dĩ bổn thần lực vệ hộ thị nhân nại chí thủy họa đạo tặc đại hoạn tiểu hoạn nhất thiết ác sự tất giai tiêu diệt những việc ác này là do ác nghiệp của bạn tạo tác trong quá khứ và đời nay chiêu cảm nên bạn vốn dĩ sẽ gặp phải bởi vì bạn có thể y giáo tu hành cúng dường bồ tát địa tạng nên kiên lao địa thần bảo vệ bạn tuy là trong số mạng của bạn phải gặp những kiếp nạn này nhưng cũng đều có thể tránh được đoạn này ở trong chú giải có mấy câu quan trọng Chúng ta hãy đọc qua một lượt Chúng ta bắt đầu xem Từ chính giữa hàng thứ nhất Thử kiến địa thần hộ pháp chi tâm Trong đoạn kinh văn này Chúng ta xem thấy Giữa quan binh hội thượng phát nguyện hộ kinh động Bỉ Vân Nhược tùy thị kinh điển sở lưu bố xứ Ngã đương tại trung Thường tác túc về thị giả Đây là nêu ra Lời phát nguyện hộ kinh Ở trên hội Quang Minh Lời này để ấn chứng cho chỗ này Kiên lao địa thần quả thật Đã phát cái nguyện này Giả lại không chỉ một lần Ba hàng sau cùng Của chú giải Chúng ta bắt đầu xem từ Giữa hàng thứ ba đến ngược lên Chúng ta cùng đọc qua một lần Thế hữu bất tính chi nhân Vị thị vũ tấn chi ngữ Đây là nói trong thế gian Có người không tin Họ cho rằng những lời này Của Thức Ca Mâu Ni Phật Đều là khuyên người ta làm thiện Chứ không phải là sự thật Người có cách nhìn nhận kiểu này Có rất nhiều Họ cho rằng Phật Nói về những chuyện nhân quả báo ứng này Làm gì có chuyện này Còn không phải đều là thức cao niên Phật Khuyên người ta làm thiện hay sao Là lời nói phương tiện mà thôi Như đây nói Hả chẳng nghe câu Nhà nào thích thiện thì ắt có thừa niềm vui Nhà nào thích bất thiện Thì ắt có thừa tai ương Lời nói này chẳng phải lời Phật nói đây là lời của cổ nhân trung quốc nói lời nói này xuất phát từ kinh dịch hữu bất văn xuất ngôn thiện thiên lý chi ngoại ứng chi xuất ngôn bất thiện thiên lý chi ngoại vi chi bạn có từng nghe nói bao giờ hay chưa hai câu này cũng là lời đại đức xưa nói có phải là sự thật hay không là sự thật nếu như chúng ta nói lời lành đặc biệt là thời đại này hiện nay bạn nói ra lời lành từ trong tâm chân thành là vì lợi ích xã hội vì lợi ích chúng sanh Chứ không phải là vì chính mình Khi nói ra lời này Hiện nay công cụ thông tin phát triển hơn thời xưa Đặc biệt là ghi hình, ghi âm Sau khi lưu truyền ra Người khác nghe thấy Sanh tâm hoan hỷ Sẽ sinh ra sức cộng hưởng Người nghe thấy Sanh tâm hoan hỷ Không những chính mình hoan hỷ Mà họ còn tự động giới thiệu nó Cho bạn bè thân thích Một truyền ra mười Mười truyền ra trăm Thật sự là ngoài nghìn dặm Cũng hưởng ứng theo Chúng ta ở nơi đây Tuyên dương lời dạy thiện lành của Thế Tôn Đề xuất giới thiệu với quảng đại quần chúng Ở trên toàn thế giới Sự phản hồi mà chúng ta nhận được Khiến chúng ta sanh tâm, hoan hỷ, Trong khoảng thời gian không quá dài Ở trên thế giới này Có đến hàng dạng ức người sanh tâm quan hỷ Vui vẻ mà tiếp nhận Chúng tôi không có làm công việc tuyên truyền gì đặc biệt cả Chúng tôi cũng không có tổ chức chúng tôi cũng không có tốn tiền không có dùng tiền bạc hay những phương thức khác để mà thúc đẩy hoạt động không có chỉ là đem lời nói hành vi lành của phật pháp xuất phát từ trong tâm chân thành mà khuyên bảo nói cho mọi người nghe mà thôi cũng vậy chúng tôi cũng nhìn thấy được nói ra lời chẳng thiện thì ngoài nghìn dặm sẽ chống đối có một số tà giáo cũng lợi dụng đại chúng để truyền bá nghe nói cũng có thể hưng thịnh nhất thời đúng như lời ngạn ngữ nói vàng thiệt đâu sợ lửa thính chúng nghe lời tà sư nói rồi họ nghe lời phật bồ tát nói khi so sánh hai lời này với nhau họ sẽ biết lấy bỏ cho nên hiện nay sự truyền bá phật pháp càng ngày càng hưng thịnh sự truyền bá của tà giáo ngày càng khó khăn nguyên nhân là ở chỗ này có thể thấy cổ nhân nói lời này là không sai Lời nói và hành động là then chốt của người quân tử Nó có thể cảm động trời đất, cảm động quỷ thần Nếu chướng ngại có thể phạm tội bất kính Nên hãy cẩn thận Câu sau cùng này là khuyến khích chúng ta Nói lời hay, cổ đức có câu Thế gian hảo ngữ, Phật thuyết tận nghĩa là nói lời hay trong thế gian này phật đã nói hết rồi chúng ta nói như thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi phạm vi mà đức phật đã nói thật ra lời phật nói đều là từ trong tự tánh chúng ta lưu xuất ra do tánh đức khởi dụng Trên Kinh Đại Thừa thường nói Mười phương ba đời chư Phật Cùng chung một Pháp Thân Là từ trong Pháp Thân lưu xuất ra Pháp Thân của chúng ta Cùng với Pháp Thân của chư Phật Như Lai Là một không phải hai Hay nói cách khác Những gì Phật nói chính là một lộ ra từ tánh đức của mình. Đúng như câu nói ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Những gì Phật nói là tất cả điều thiện trong tánh đức của chúng ta. Chúng ta phải biết rõ. Cho nên nó có thể cảm động Tất cả chúng sanh Không những có thể cảm động người Mà còn có thể cảm động chúng sanh Trong chính Pháp giới Mời xem kinh văn dưới đây Phật cáo kiên lao địa thần Nhữ đại thần lực Chư thần thiếu cập Đây là lời khen ngợi của thế tôn đối với địa thần chư thần thiểu cập chư thần tất cả là chỉ địa thần kiên lao là vị địa thần lớn nhất trên địa cầu các châu cũng có địa thần mỗi một quốc gia cũng có địa thần giống như chúng ta thường nói thần núi thủ địa thành hòa đó là địa thần nhỏ Thành Hoàng là một vị địa thần Cấp quận huyện Thổ địa là vị địa thần giống như Cấp trưởng làng xã Cho nên địa thần có lớn nhỏ khác nhau Kiên lao địa thần là lớn nhất Những vị địa thần khác đương nhiên không bằng Ngài Trong tiểu chú Có nêu ra gì Thiện tài tham vấn địa thần an trụ Thiện tài đồng tử đi tham vấn Cũng có tham vấn địa thần Thời bách dạng địa thần Các phóng quang minh Có thể thấy có rất nhiều địa thần Ở trong nhiều vị địa thần đó Thì kiên lao địa thần là lớn nhất Bên dưới đã nói ra Hà dĩ cố Diêm phù thổ địa tất mong nhữ hộ Ông là vị địa thần lớn nhất Của cõi diêm phù đệ Nại chí thảo mộc sa thạch Đạo ma trúc vi Cốc mễ bảo bối Tùng địa nhi hữu Giai nhân nhữ lực Những sinh vật ở trên mặt đất này và vô lượng khoáng vật tiềm tàng ở dưới lòng đất bảo bối là khoáng vật đều không có rời khỏi đất những thứ này đều là do kiên lao địa thần quản lý Ngài có sức mạnh to lớn để hộ trì Tuy Ngài có thể hộ trì Nhưng mà Thân nhân duyên Vẫn là do nghiệp lực của chúng sanh Kiên lao hộ thần Là tăng thượng duyên mà thôi cũng giống như lời giáo huấn của chư phật như lai đối với chúng ta vậy chỉ là làm tăng thượng duyên cho chúng ta còn thân nhân duyên sở duyên duyên vô giảng duyên nhất định phải do mình tạo tác thân nhân duyên chính là ý nghĩ thiện ác nhà khoa học hiện nay họ hiểu toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất lấy nguyên tố mà làm nền tảng nguyên tố phân tích tiếp nữa phân tích thành phân tử nguyên tử là phân tích đến cuối cùng là giống nhau toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất trong thế gian là cùng do một thứ tổ hợp thành đúng như lời thế tôn nói trên kinh kim cang là nhất hiệp tướng ý nghĩa của câu nói nhất hiệp tướng này rất sâu hiệp là tổ hợp là do một loại vật chất tổ hợp thành nguyên tử khác nhau nguyên tử lại tổ hợp tiếp thành phân tử khác nhau phân tử lại tổ hợp tiếp thành nguyên tố khác nhau cứ phát triển như vậy mà thành ra thế giới vô lượng vô biên hình dạng màu sắc cảnh quan vật chất là do nhất hiệp tướng Từ hạt Tổ hợp thành Nguyên tử Nguyên tử tổ hợp thành phân tử Phân tử tổ hợp thành nguyên tố Sức mạnh nào đang ở đó Làm chủ nó vậy Hiện nay nhà khoa học Quán sát Là do hóa học hóa là biến hóa họ cho rằng đây là hiện tượng của vật lý hóa học đây là họ quan sát từ bên ngoài ai làm chủ hiện tượng vật lý hóa học này vậy tâm người đức phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Nếu như tâm của mỗi người đều thiện Tâm của mỗi người đều tịnh Tâm của mỗi người đều từ bi Đều chân thành Thì nó sẽ tổ hợp thành trân bảo Người thế gian chúng ta gọi là bảy báo Các đá Cũng sẽ biến thành bảy báo làm sao biến đổi do tâm người biến đổi Nếu như tâm chúng ta là tà ác Thì tổ chức bảy báo đó Sẽ phân hủy Biến thành Cát Biến thành sỏi đá Nó là một thứ cho nên vì sao chư phật bồ tát ra đời tâm người trong thế gian này thiện lương thì ngũ cốc được mùa bảy báo tràn đầy khi con người đều tạo tác mười nghiệp ác chứa đầy tà tri tà kiến vì những thứ bảy báo này đều không còn ẩn mất trên kinh phật thường dùng chữ ẩn mất này để thuyết minh không phải ẩn mất mà phân hóa rồi biến đổi thành cát là sỏi đá Đúng như lời Phật nói trên kinh. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Lại thường nói cảnh chuyển theo tâm. Tâm Phật chân thành, tâm Phật chí thiện, tâm Phật đại từ cho nên cõi nước Đức Phật cư trú Chúng ta xem thấy thế giới hoa tạng Trong Kinh Hoa Nghiêm Trong Kinh Vãng Sanh nói thế giới cực lạ Ngay cả cây cối hoa cỏ ở đó Cũng đều do đủ thứ trân bảo tạo thành không có giống như cây cỏ ở trong thế gian này của chúng ta cây cỏ ở thế giới tây phương cực lạc là, là trân bảo có phải người bên đó cố ý tạo hay không không phải là tự nhiên mà biến hóa Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Y chánh tra nghiêm Đủ mọi thứ thọ dụng không lìa tự tâm Tâm địa chân thành lương thiện Từ bi là vô cùng, vô cùng quan trọng Chúng ta hy vọng có đời sống hạnh phúc Hy vọng có đời sống tốt đẹp Tu từ đâu vậy? Tu từ trên tâm địa Tôi nghe nói gần đây Ở Trung Quốc Người niệm Phật rất nhiều Người đọc Kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều Tôi nghe xong thấy rất hoan hỷ Trước đây Đã từng có người nói Thế kỷ 21 Là thế kỷ của người Trung Quốc Hiện nay nhìn từ trên những hiện tượng này Chúng tôi càng có niềm tin hơn Người Trung Quốc quay đầu rồi Người Trung Quốc thiện lương Người Trung Quốc có thể học theo Phật Phật là người thiện đứng đầu Trong thế gian và xuất thế gian Mọi người đều có thể đoạn ác tu thiện Có rất nhiều người nói Thế gian này có rất nhiều tai nạn Tâm thiện hành vi thiện Trên kinh nói Thủy hỏa đạo tặc Đại hoạnh tiểu hoạnh Nhất thiết ác sự tất giai tiêu diệt Người Trung Quốc sẽ không bị gặp nạn Làm sao biết không bị gặp nạn gì Trên Kinh Phật nói Người Trung Quốc tin lời Phật Bồ Tát dạy Dựa theo lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát Mà sửa lỗi tu thiện thì tự nhiên được quả báo tốt Quốc gia khu vực này được chư Phật hộ niệm Thiện thần ủng hộ Thì làm sao họ có thể bị nạn được chứ Có lẽ có người nói Trung Quốc bị kiếp nạn lũ lụt lần này rất nặng Không sai nếu như thử xem năm tới năm tới nữa nếu như trên thế giới có xảy ra tai nạn lớn thì người trung quốc bị tai nạn như vậy là rất nhỏ không phải tai nạn lớn chứng tỏ cho thấy người trung quốc lương thiện người trung quốc trí huệ thiện căn phước đức của người trung quốc sâu dày là hiện tượng đáng mừng Chúng tôi rất tin tưởng Biết rất rõ Trung Quốc lớn mạnh Sẽ mang lại hòa bình vĩnh cửu cho thế giới Sẽ mang lại niềm an vui chân thật Cho thế gian Người nước ngoài có thể hiểu được Văn hóa lịch sử Trung Quốc Họ cũng rất là tin tưởng Ở trong chú giải Có trích dẫn một đoạn Trong kinh nghiệp báo sai biệt Tôi sẽ đọc qua một lần Trang 41 Của chú giải đến ngược hàng thứ sáu bắt đầu xem câu sau cùng chuẩn nghiệp báo sai biệt kinh vân chuẩn tức là căn cứ căn cứ lời trong kinh nghiệp báo sai biệt nói trên kinh văn nói như thế này phục hữu thập nghiệp Năng lệnh chúng sanh đắc ngoài ác báo Nhược hữu chúng sanh ư thập bất thiện nghiệp đa tu tập cố Cảm chư ngoài vật tất bất cụ túc Mấy câu nói này là nói đến 10 nghiệp ác Nếu như tất cả chúng sanh ở trong khu vực này đều tạo mười nghiệp ác mười nghiệp ác mọi người đều rất quen thuộc thân tạo sát đạo dâm là sát sanh trộm cắp tà dâm miệng nói lời vọng ngữ nói lưỡi đôi chiều Lưỡi đôi chiều là bới móc thị phi Á khẩu, ý ngữ Ý ngữ là nói lời theo dệt Lừa dối chúng sanh Trong ý Trong tâm thì trang đầy tham sân si Đây là mười nghiệp ác Người trong khu vực này Đều tạo mười nghiệp ác Thì họ sẽ cảm thọ ác báo Giống như nạn nước, nạn lửa, trộm cướp, chiến tranh Những nạn lớn nhỏ mà phần trước Trên kinh này đã nói Họ sẽ thường gặp phải tất cả việc ác tần suất thiên tai nhân họa xảy ra không ngớt do đâu mà có gì do mười nghiệp ác chiêu cảm nên ngày nay chúng ta phát tâm học theo thích ca mâu ni phật học theo vô lượng thọ phật học theo bồ tát địa tạng Xa lìa mười nghiệp ác Không những chúng ta không tạo mười nghiệp ác Mà còn quay lại tu mười nghiệp thiện Tiếp theo xem dưới đây Đây vẫn là kinh văn Bởi vì kinh văn trong đó đã bị lược bớt Nhược tu thập thiện nghiệp Giữ thượng tương vi Chúng ta tu thập thiện Thập thiện là thân Không sát sanh Không trộm cắp, không tà dâm đây là thân thiện khẩu không nói dối không nói đôi chiều không nói lời thô ác không nói lời thiêu dệt là khẩu thiện trong ý thì không tham không sân không si chúng ta xoay trở lại tu mười nghiệp thiện thử nhân chúng sanh Ác nghiệp xí thạnh Dĩ trí địa thần Bất hộ Giảm tổn dạng vật Câu này là nói Tu mười nghiệp ác Chúng sanh tạo thập ác Địa thần không hộ trì cho nên tất cả dạng vật bị giảm bớt Đời sống nhân dân bị khổ rồi Nhược đa tu đức Tăng kỳ uy lực Vạn vật gia mỹ Nếu như chúng ta xoay trở lại Đoạn dứt mười nghiệp ác Tu mười nghiệp thiện Đây là tăng trưởng Hoài đức của địa thần Địa thần nhìn thấy mọi người tu thiện Ngài sẽ cảm thấy Rất là vinh dự Rất là dễ dàng Ngài sẽ sai Địa thần thuộc hạ của mình Hộ trì chúng sanh Khiến cho dạng vật thêm tươi tốt những lời này là do phật nói ai có thể tin lời đức phật nói chúng ta có trách nhiệm vì đại chúng mà giới thiệu vì đại chúng mà tuyên dương nhất định phải đem lý này nói cho rõ ràng sự phải chỉ bài cho minh bạch thì đại chúng mới sanh khởi niềm tin được trước tiên xây dựng niềm tin hiểu rõ chân tướng sự thật Chúng ta mới thật sự chịu quay đầu Y giáo tu hành Thì lợi ích là vô lượng vô biên Xin xem tiếp kinh văn dưới đây Thủ đương xưng dương Địa tạng Bồ Tát Lợi ích chi sự Nhữ chi công đức Cập dĩ thần thông Bách thiên bội ư thường phân địa thần Đây là sự khen ngợi của Thế Tôn Đối với kiên lao địa thần Ngài có thể khen ngợi tán dương Sự tướng lợi ích chúng sanh Của Bồ Tát Địa Tạng Ngay giữa đại chúng trong Pháp hội này Đây là điều chúng ta đọc thấy trên kinh này Công đức của lễ kính Xuân Dương Khen ngợi cúng dường Là vô lượng vô biên Ở đây Phật khen ngợi công đức của Bồ Tát Cập dĩ thần thông năng lực của Ngài. Là hộ trì Phật Pháp. Hộ trì chúng sanh. Hộ trì đất đai dạng vật. Năng lực này rất lớn. Bách thiên bội ư thường phân địa thần. Đây là điểm mà các địa thần bình thường Không thể sánh bằng Trong đoạn chú giải này Có mấy câu chúng ta đọc qua một lượt Sưng dương tán tháng Nãy phổ hiền thập nguyện trung để nhị môn Đại nguyện phổ hiền Có mười hạnh nguyện Thứ nhất là lễ kính chư Phật Thứ hai là sưng tán như lai Hôm nay tại nơi đây Ngài Tán Dương khen ngợi Hạnh phổ hiền Nhất niệm sưng dương vạn đức tự cụ Có rất nhiều người không hiểu được Cái hay và lợi ích của sự tán dương khen ngợi Nếu như bạn muốn hỏi Lợi ích đích thực Của giảng kinh thuyết Pháp là ở nơi đâu Có lẽ Ngay cả người giảng kinh thuyết Pháp Cũng rất ít người biết lợi ích đích thực là hiển bày tánh đức của mình tất cả kinh luận mà thích ca mâu ni phật nói là được lưu xuất ra từ trong tự tánh chúng ta đọc tụng tán dương tuyên giảng là tán dương chính là tán dương tánh đức của chính mình Mượn tánh đức của Thích Ca Mâu Ni Phật hiển bày ra Để khơi dẫn tánh đức của chính mình Đây là công đức không thể nghĩ bà Là lợi ích chân thật Là cái hay đích thực Một người tu hành không thể minh tâm kiến tánh Nếu như thường xuyên giảng kinh Trải qua thời gian không có gián đoạn họ nhất định sẽ minh tâm kiến tánh vì sao vậy hàng ngày ở đây tuyên dương tánh đức ở trong chúng ta là mỗi ngày đang huân tu mỗi ngày đang huân tập nên vô tình tánh đức cũng bộc lộ ra đạo lý nó là như vậy Chỉ sợ là bạn không chịu tuyên giảng Bạn thường hay gián đoạn Thế thì vô phương rục Nếu như không gián đoạn Hoan hỷ giảng Hoan hỷ giảng là loại thứ tư Nhạo thuyết vô ngại biện Trong bốn biện tài vô ngại Chữ nhạo đó chính là hoan hỷ giảng Hoan hỷ giảng cho người khác nghe Thích khuyên người ta đoạn ác, tu thiện Thích nhìn người khác được phước Đây là công đức không thể nghĩ bàn Của Tán Dương khen ngợi Dưới đây nói Nhất niệm xưng dương dạng đức tự cụ hay chữ tự cụ này rất quan trọng cố chư phật tử phàm lai pháp hội sở kiến cửu văn tuyên lưu phản bối bởi vì nguyên nhân này phật tử là học trò của đức phật phát nguyện học tập theo phật khi đến pháp hội sơ kiến là mới học cửu văn là tu lâu ngày bất luận là bạn mới học hay là tu lâu bạn phải có trách nhiệm tuyên lưu phản bối tuyên lưu phản bối là giảng kinh thuyết pháp khen ngợi lời giáo huấn của phật đà dưới đây nói kim địa thần bất duy năng chủ diêm phù đề vật chủ là chủ quản ngài cai quản hết thảy mọi vật ở trên đất trong cõi diêm phù đề đây là chức vụ của ngài phục cánh tán dương địa tạng lợi ích chi sự việc này hiếm có Ngài xứng đáng là đệ tử của Phật Ngài có thể khen ngợi Tắc vi hộ pháp địa thần Ngài làm tròn chức trách bổn phận địa thần của mình Hơn nữa còn có thể hộ trì Phật Pháp Có thể y giáo tu hành Kỳ phước nghiệp, tuệ nghiệp tự nhiên thâm quản Công đức thần thông Diệt phả tư nghị Đây là lời tán dương Đối với địa thần Trên kinh Phật tán dương địa thần Trong chú giải Là Pháp sư Thanh Liên Cũng tán dương địa thần Ý nghĩa ở trong đây chúng ta nhất định phải hiểu Mời xem đoạn kinh văn dưới đây Nhược vị lai thế trung Hữu thiện nam tử thiên nữ nhân cúng dường Bồ Tát Cập chuyển đọc thị kinh Đảng y địa tạng bổ nguyện Kinh nhất sự tu hành giả Nhớ dĩ bổn thần Lực nhi ủng hộ chi Vật lịnh nhất thiết Tai hại cặp bất Như ý sự triếp văn ư nhĩ Hà huống lịnh thọ Đoạn văn này Chúng ta xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật Giáo phó diệt hộ trì chúng sanh cho địa thần dặn dò địa thần hộ pháp hộ trì những người y giáo tu hành cửu hoa là đạo tràng bồ tát là căn cứ của bồ tát giáo hóa chúng sanh nếu như chúng ta hiểu rõ thì sẽ biết cần phải làm như thế nào chúng ta nên phát tâm đến cúng dường nên phát tâm đến xây dựng đạo tràng này khiến cho đạo tràng này rạng rỡ rộng lớn hơn chúng ta phải giúp đỡ Kiên lao địa thần Giúp đỡ Bồ Tát địa tạng Đem tinh thần của địa tạng Hoàng dương đến toàn quốc Hoàng dương đến toàn thế giới Thì chúng ta được phước Là vô lượng vô biên Kinh văn giảng đến chỗ này khiến cho chúng ta có cảm xúc rất là sâu sắc sau khi đức thế tôn diệt độ đức phật kế tiếp là di lặc phật trước khi ngài còn chưa xuất hiện ở thế gian này trong khoảng này có một đoạn thời gian rất dài trong kinh di lạc hạ sanh phật đã nói cho chúng ta biết dùng niên đại của thế gian chúng ta để tính có lẽ hơn năm sáu tỷ năm nữa trong khoảng thời gian dài như vậy không có phật ra đời không có người giáo hóa chúng sanh chúng sanh không nghe được thiện pháp cứ theo tham sân si mạng của mình mà tạo vô lượng vô biên tội nghiệp cảm thọ khổ báo vậy thì khổ không thể tả rồi thế tôn đại từ đại bi đem việc giáo hóa chúng sanh Phó thác cho Bồ Tát Địa Tạng Hay nói cách khác Khi Phật không trụ thế Thì Bồ Tát Địa Tạng là người thay thế cho Phật nên địa vị của Bồ Tát không giống như địa vị của những Bồ Tát khác. Đúng như lời Kiên Lao Địa Thần nói ở phía trước những vị đại bồ tát như văn thù phổ hiền quan âm này cũng vô cùng từ bi độ hóa chúng sanh nhưng thế tôn không có đem cái khoảng thời gian không có phật xuất hiện này phó thác cho họ không có ngày đem việc lớn này đặc biệt phó thác cho Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thử nghĩ xem. Nguyên nhân là do đâu? Cần phải khéo nhận ra. Nơi không có Phật pháp, chúng sanh quen tạo tác tội nghiệp. làm thế nào mới có thể cứu độ những chúng sanh này? Tránh khỏi không bị đọa vào ba đường ác. Mọi người thử nghĩ xem dùng phương pháp gì để giải? Phương pháp có thể cứu giảng, không có gì bằng hiếu kính. đây là chúng sanh tạo tác ác nghiệp nếu như bạn khuyên bảo họ họ cũng có thể tiếp nhận giúp đỡ mọi người phải thiết lập từ tâm lý địa là tâm địa tạng là trí huệ đức năng chân thật hàm chứa ở trong tâm địa Kho báo tâm địa Cho nên pháp môn này Đối với chúng sanh trong khoảng thời gian Năm sáu tỷ năm này Thì pháp môn này là Khế hợp căn cơ nhất Cho nên nói muốn giúp đỡ chúng sanh cứu tế chúng sanh tránh bị đọa đường ác thì bộ kinh này là kinh cứu mạng là dạy chúng ta ở hai cõi trời người đứng vững trên đôi chân không bị mất thân người không bị đọa đường ác công đức lợi ích vô cùng thù thắng của kinh điển này là ở chỗ này lấy cái này làm nền tảng sau đó dùng kinh vô lượng thọ dùng những kinh luận giảng sanh này giúp bạn thoát khỏi lục đạo luân hồi thoát khỏi thập pháp giới chỉ trong một đời làm phật làm tổ đây là pháp môn bất nhị để phật độ chúng sanh ở thời kỳ mạc pháp nhưng mà mà Pháp Cũng chỉ còn 9.000 năm Sau 9.000 năm Thì Kinh không còn nữa Chúng sanh rất khổ Hoàn toàn phải dựa vào Bồ Tát Địa Tạng Thị Hiện Vậy thì không phải Phật Thuyết Kinh Địa Tạng bồ tát địa tạng muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh chúng ta có thể tưởng tượng được bồ tát địa tạng nhất định là khuyên tất cả chúng sanh đoạn thập ác tu thập thiện hiếu kính cha mẹ tôn kính thầy tổ như vậy mới tránh khỏi bị đọa ba đường ác cho nên pháp môn bổ nguyện địa tạng đối với bất kỳ người nào ở trong chúng ta cũng là vô cùng quan trọng cũng vô cùng thân thiết chúng ta cần phải phát tâm chăm chỉ tu học chăm chỉ tuyên dương trong kinh văn ở chỗ này chữ quan trọng là cúng dường Và chuyển đọc Đáng y địa tạng bổ nguyện kinh Nhất sự tu hành giả Đây là dạy chúng ta chuyên tu chuyên hoàng trong chú giải trích dẫn lời phật nói đặt tâm vào một chỗ thì không có việc gì mà không thành cái quý báu nhất trong pháp thế gian và xuất thế gian là nhất tâm chuyên tin thì không có gì không thành tựu điều đáng sợ nhất là phân tâm Học quá nhiều Học quá xen tạp Thì không có cách gì mà thành tựu được Không những là Phật Pháp Mà ngay cả Pháp Thế gian Thành tựu cũng rất khó khăn Pháp Thế gian có nghiệp nhân quả báo của Pháp Thế gian phật pháp muốn thành tựu phải hoàn toàn dựa vào tinh tấn trên kinh luận phật thường nói thiện căn của pháp thế gian có ba loại không tham không sân không si là ba thiện căn này thiện căn của pháp xuất thế gian chỉ có một loại là tinh tấn tinh là chuyên nhất Thường mà không sáng tạp Đặt tâm vào một chỗ Thì không việc gì không thành Bạn có thể thành tựu Lúc tôi Mới học Phật Pháp Tôi vừa xuất gia Liền đi dạy diện Phật học Tôi chưa từng làm học sinh Lúc tôi dạy ở diện Phật học Tôi có một ý tưởng Muốn kiến nghị với người Phụ trách diện Phật học Tôi hy vọng là diện Phật học Có một phương thức tốt Để cho mỗi học sinh Chuyên học một bộ kinh Hoặc giả là một bộ luận Hy vọng học sinh đem tinh thần Công lực cả đời Chuyên chú vào trong một môn này Không cần học quá nhiều Quá sen tạp Tôi nghĩ như vậy là rất khó thành tựu nếu như trong viện phật học có một hai trăm người mỗi người học một bộ kinh vậy thì có một trăm bộ kinh hai trăm bộ kinh mỗi bộ kinh đều là chuyên gia học kinh địa tạng thì cả đời chuyên chú vào kinh địa tạng mỗi ngày chuyên niệm kinh địa tạng chuyên tu hành theo kinh địa tạng chuyên giảng kinh địa tạng vì người này chính là bồ tát địa tạng rồi là chuyên gia đứng đầu thế giới. Nơi nào muốn mời giảng kinh địa tạng thì mời Bồ Tát Địa Tạng đi giảng. Chuyên học phẩm phổ môn thì cả đời chuyên chú vào bộ kinh này. Tu hành theo phẩm phổ môn. Mỗi ngày đọc tụng phẩm phổ môn. Tuyên giảng phẩm phổ môn Vậy người này chính là một tác quan thế âm Không nên học nhiều Không nên học sen tạp Chỉ học một thứ thôi Làm chuyên gia Chứ đừng nên làm thông gia Thông gia rất khó làm Thông gia nhất định phải là người đại triệt, đại ngộ Minh tâm kiến tánh mới có thể làm đến được phàm phu căn tánh trung hạ chắc chắn là không thể làm được rồi thế nhưng người căn tánh hạ hạ nếu như họ chuyên tu chuyên chú vào một môn thì vẫn có thể thành tựu vì sao vậy đặt tâm vào một chỗ thì không việc gì mà không thành học kinh lăng nghiêm thì chuyên học kinh lăng nghiêm mỗi ngày đọc kinh lăng nghiêm tu hành theo Kinh Lăng Nghiêm Chuyên Hoàng Dương Kinh Lăng Nghiêm Vì người này là vua thủ Lăng Nghiêm Vào năm 1977 Tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm tại Học Công Vào lúc đó Kinh Lăng Nghiêm dường như là tôi giảng lần thứ bảy rồi Có một hôm tôi gặp Pháp Sư Diễn Bội Pháp Sư Diễn Bội tìm tôi nói Thầy là vua thủ Lăng Nghiêm rồi Tuy là chỉ nói vui Nhưng Chuyên công chuyên hoàng Rất là hữu hiệu Tôi học lăng nghiêm Dưới hội thầy Lý Bỉnh Nam Tôi học 10 năm dưới hội của thầy Được năm bộ kinh 10 năm học năm bộ kinh Bộ thứ nhất là Kinh An An Vấn Sự Phật Kiết Hung các bạn nhìn thấy bản kinh này của tôi Là bộ kinh tôi học đầu tiên vào năm đó Bộ thứ hai là Phật Thuyết a di đà Kinh Bộ thứ ba là Phổ Hiền Bồ-Tát Hạnh Nguyện Phẩm Bộ thứ tư là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Bộ thứ năm là Kinh Lăng Nghiêm Tôi mười năm học năm bộ kinh thế nhưng tôi đem toàn bộ tinh thần sức lực dùng vào trong kinh lăng nghiêm cho nên kinh lăng nghiêm trước sau tổng cộng là tôi giảng bảy lần lý lão sư lúc tuổi về chiều chúng tôi có tám người đồng học phát khởi ý nguyện là thỉnh thầy giảng hoa nghiêm Nguyên nhân gì phát khởi ý nguyện này vậy? Bản thân của Thầy có một lần giảng kinh tại làng Trung Hương Tân. Chúng tôi là thường tùy chúng đi theo, đại khái dài 30 người. Thầy đến nơi nào chúng tôi những người này cũng đều đi theo cùng. Trong lúc giảng kinh, Thầy đã từng nói với mọi người, Thầy đã sanh tử tự tại. Thầy muốn giảng sanh lúc nào là có thể giảng sanh lúc đó, đủ thêm mấy năm cũng không sao sau khi chúng tôi nghe xong trở về bàn tính với các bạn đồng học thầy đã sinh tử tự tại thì hy vọng thầy có thể thường trụ thế gian muốn thầy thường trụ thế gian thì dùng cách gì không có gì khác là mời thầy giảng kinh suy nghĩ thấy kinh hoa nghiêm rất dài liền tìm một bộ kinh dài để cho thầy giảng nếu thầy giảng chưa xong thì không thể nào ra đi được cho nên tám người liên kết với nhau thỉnh mời thầy giảng kinh hoa nghiêm Tôi còn cúng dường thầy một bộ, bộ kinh hoa nghiêm sớ sao Bản sớ sao đó là đóng bìa bằng dây chỉ Do hội kinh hoa nghiêm thượng hải in Bộ này gồm có 40 tập Tôi đem bộ sớ sao này tặng cho thầy Thầy còn đặc biệt nói với tôi Bản sớ sao tôi phải đánh dấu ở trên đó Tôi nói không sao cả Con đã cúng dường thầy rồi Thầy thích đánh dấu như thế nào Thì tùy ý thầy Lúc đó lão sư Lý cũng dự tính Dùng thời gian khoảng 3 năm Sẽ giảng xong Kinh Hoa Nghiêm Mỗi tuần thầy giảng một lần Hơn nữa còn có Phiên dịch sang tiếng Đài Loan Tiến độ vô cùng chậm chạp Lúc tôi ở Đại Trung Cũng nghe được một quyển tám mươi quyển nghe thầy mở đầu như thế nào vì mở đầu rất khó giảng xem thầy mở đầu như thế nào sau khi nghe xong quyển này rồi tôi đến đài bắc cũng giảng hoa nghiêm tiến độ tôi giảng nhanh hơn thầy tôi dùng cách giảng tỉ mỉ hơn thầy dùng thời gian nhiều hơn thầy thầy giảng được một nửa thì giảng sanh rồi Việc này cũng có nhân duyên đặc biệt Giống dĩ thầy đã từng nói Giảng kinh hoa nghiêm viên mãn Cuối cùng giảng tiếp bộ kinh di đà Thì thầy sẽ giảng sanh Tôi căn cứ theo tiến độ của thầy để tính Thì chí ít thầy phải sống đến 130 tuổi Thầy mới giảng xong bộ kinh này Năm 97 tuổi Thì thầy đi rồi Nguyên nhân là gì? Thầy bị ngộ độc thức ăn Đây là do đồng tu mang đến cúng dường Thói quen của thầy là vô cùng từ bi Nhất định là ăn ngay trước mặt người Để cho họ sanh tâm quan hỷ Đây là thói quen của thầy Sau khi ăn xong Thầy cảm thấy lạ Đương nhiên không phải là đồng tu hại thầy Đồng tu là thật tâm cúng dường Cúng dường với tâm tốt Cúng dường với thiện tâm Nhưng có lẽ là Do thức ăn để quá lâu Không sạch sẽ Nhất là hiện nay Ở trong thức ăn có rất nhiều Thành phần hóa học Có rất nhiều thứ trong đó chứa chất bảo quản Đối với người tuổi tác cao mà nói Sức đề kháng tương đối suy yếu Cho nên khi thầy ăn xong Thầy là một thầy thuốc đông y rất giỏi Sau khi ăn xong người ta đi rồi Thầy giải đọc Lần thứ nhất giải đọc hết Không có ảnh hưởng gì Không có chuyện gì Trải qua mấy tháng sau lại gặp một lần nữa Thầy cũng ăn sau khi ăn xong Sau khi người này đi rồi Thầy tìm thuốc giải độc để uống Thì không kịp nữa Chất độc nó phát tán quá nhanh Lần này thầy bị bệnh 3 tháng Thể lực suy yếu rất nhanh Tôi đến Đại Trung để thăm thầy Thầy liền đưa ra lời cảnh báo Nói với tôi Dứt khóa không được ăn đồ ăn ở tiệm cho nên tôi ở đài loan chưa bao giờ đi ăn ở tiệm câu nói này thầy đã nhắc đi nhắc lại với tôi đến mười mấy lần nên tôi rất ấn tượng nói với tôi khi ăn đồ gì cũng nhất định phải cẩn thận thức ăn hiện nay bao bì thì rất đẹp rất bắt mắt thật ra không sạch sẽ không những khu vực như đài loan trung quốc ở nước mỹ cũng vậy không nên cho rằng quốc gia tiên tiến thì thức ăn đều đáng tin cậy là chưa chắc những thứ vệ sinh môi trường này của mỹ không hoàn toàn là như ý đâu tóm lại là phải luôn luôn chú ý cẩn thận đây là sự từ bi của lý lão sư cho nên lão sư đi rồi nó thực ra cũng là do chúng sanh không có phước chúng sanh có phước thì thầy nhất định có thể trụ thế thêm một khoảng thời gian nữa rồi cho nên kinh hoa nghiêm thầy giảng đến phẩm thập hồi hướng phẩm thập hồi hướng giảng xong tiếp sau đó là phẩm thập địa phẩm thập địa thì chưa giảng thập hồi hướng giảng xong thì thầy đã đi rồi bộ kinh này giảng viên mãn là tương đối khó khăn chúng sanh ở khu vực này có phước báo lớn chúng sanh ở vùng này có phước báo lớn thì mới có thể có sự cảm ứng này. Cần gì phải biết giảng kinh địa tạng thì có kiên lao địa thần và rất nhiều thần chúng đến hộ trì đạo tràng. Nếu giảng kinh Hoa Nghiêm thì càng không thể nghĩ bàn nữa rồi. Ngày nay đạo tràng cư sĩ Lâm Thù thắng. Người rõ lý biết bởi vì giảng đại kinh nên được chư Phật hộ niệm Tất cả Long Thiên Thiện Thần Đều tập trung hộ trì đạo tràng này Thì đạo tràng đâu có lý nào không hương dưỡng chứ Lại thêm niệm Phật ở niệm Phật đường nữa Bạn xem nên được Tùy Lô Giá Na Phật và A Di Đà Phật Cùng hộ trì hiện tượng này bạn tìm ở đâu ra chứ thật sự là trăm nghìn muôn kiếp hy hữu khó gặp chúng ta may mắn gặp được thắng hội này duyên này chín mùi tại nơi đây không thể nghĩ bà chúng ta tin tưởng sâu sắc nhưng duyên thù thắng như thế này tương lai nhất định sẽ chín mùi tại trung quốc hơn nữa tôi tin là thời cơ chính ngùi tại trung quốc sẽ ngày càng gần hơn từ chỗ nào mà biết vậy từ trong tin tức truyền đến người trung quốc niệm phật niệm kinh vô lượng thọ ngày càng nhiều đây là dấu hiệu vô cùng tốt lành nơi singapore này là phật quốc ở nam dương nơi này nhỏ nếu trung quốc trở thành phật quốc thì người trên toàn thế giới có phước rồi chúng ta xem thấy ở trong kinh này bồ tát địa tạng ở trong nhân địa thổ xa xưa đã từng làm vua nước nhỏ bạn của ngài cũng là vua nước lân cận hai vị vua này đều là dùng phật pháp để trị quốc dùng thập thiện nghiệp đạo giáo hóa nhân dân chúng ta xem thấy ở trên kinh dùng thập thiện nghiệp làm gốc rễ trị quốc đó là vị vua bồ tát là như lai hóa thân đây là hết thảy chúng sanh hết thảy nhân dân thật sự có phước báo nên cảm ứng được chư phật như lai chư đại bồ tát hóa hiện thành người lãnh đạo của quốc gia đây là đại sự hy hữu khó gặp Có lẽ chúng ta ở trong đời này Có thể nhìn thấy Người lãnh đạo của quốc gia này Là do chư Phật Như Lai thị hiện Một số quan chức ở trong chính phủ Là do Bồ Tát thị hiện Là nhân dân có phước phần sau cùng của chú giải ở hàng thứ ba chúng ta hãy bắt đầu đọc từ câu sau cùng này tôi sẽ đọc cho mọi người nghe kim chuyên đọc mất tư nghị khai hiển chi kinh câu nói này quan trọng cho nên kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện Thật sự mà nói là Cùng một loại với Kinh Vô Lượng Thọ Và Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Trong Kinh Vô Lượng Thọ Bạn thấy vừa mở đầu liền nói với chúng ta Khai hóa hiển thị Chân thật chi tế Là cùng một ý nghĩa với bất tư nghị khai hiển. Vậy thì hoa nghiêm thì không cần phải nói nữa. Chúng tôi đã giảng 70 buổi tại nơi này rồi. Tuy kinh văn giảng không được xem là quá dài, nhưng giảng rất tỉ mỉ. Các vị đều có thể lĩnh hội được kinh khai mở hiển thị không thể nghĩ bàn ba bộ kinh này đều là kinh khai mở hiển bày không thể nghĩ bàn tội đốn tiêu nhi công Tóc thành hà sự đa cầu tạp loạn tâm trí đây là khuyên chúng ta chỉ nương vào một việc trong kinh địa tạng bổ nguyện mà tu hành Kinh hoa nghiêm lớn Bạn có thể chuyên chú nương vào một phẩm Một chương mà tu hành Thì cũng có thể thành tựu công đức không thể nghĩ bạn Tội đúng tiêu Diệt tội nhanh Công đức sẽ thành tựu rất nhanh Hà sử đa cầu tạp loạn tâm trí Hai câu nói này vô cùng quan trọng Ngày nay chúng ta có bao nhiêu đại đức tại gia Xuất gia trẻ tuổi phát tâm Rất là dũng mãnh Tinh tấn Nhưng Đến cuối cùng Chẳng có biểu hiện thành tích gì tốt đẹp Là do họ học quá nhiều Tu quá tạp rồi Kinh nghiệm trong đời này của tôi Cho tôi biết Tôi chuyên tu chuyên hoàng Thâm nhập một môn Tôi là chuyên nương theo Kinh a di đà Lúc về nhà tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ là đại bổn của Kinh di đà Trong Kinh a di đà Tôi chuyên công vào yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư và sớ sao của liên trì đại sư Công lực cả đời của tôi dung vào trong đây Giảng những kinh luận còn lại Là do tiếp nhận lời mời Nhìn thấy không có người giảng Bởi vì vào lúc đó Tôi cần phải học tập Kinh nghiệm trên bục giảng Bạn phát tâm giảng kinh Thì kinh nghiệm trên bục giảng là vô cùng quan trọng Không được rời khỏi bục giảng Đây là lời Lý Lão Sư dặn dò trước đây Thầy có đưa ra thí dụ để nói Khúc bất ly khẩu Quyền bất ly thủ Khúc là ca hát Ca hát thì mỗi ngày phải hát Mỗi ngày phải luyện giọng Người học võ thì mỗi ngày phải luyện tập Ba tháng không luyện tập Thì gân cốt đã sơ cứng rồi Giảng kinh cũng như vậy Mỗi ngày phải rèn luyện Suốt ở trên bục giảng cho nên người ta mời tôi giảng kinh gì thì tôi liền giảng kinh đó tôi xem đó là cơ hội thực tập là lấy được kinh nghiệm ở trên bục giảng theo ý của tôi mà nói tôi muốn giảng một bộ kinh a di đà mà thôi chứ không muốn giảng bộ kinh thứ hai Thế nhưng tôi giảng bộ kinh này Mọi người không muốn Họ thích nghe kinh này Kinh nọ Nên phải hằng thuận chúng sanh Từ trong hằng thuận chúng sanh học Tùy hỷ công đức Tùy hỷ công đức là gì? Là kinh nghiệm trên bục giảng Kết pháp duyên với mọi người Thu được kinh nghiệm trên bục giảng Đạo lý là như vậy một nhân tố khác nữa là do người chẳng kinh quá ít. Tôi giảng thêm mấy bộ kinh. Lưu lại số băng ghi âm, băng ghi hình này để cho người hậu học làm tư liệu tham khảo. Giúp hàng hậu học, đây cũng là nguyện vọng của tôi. Cho nên tôi giảng không phải là sở học của tôi. Sở học của tôi chính là một bộ A-di-đà kinh Cho nên nói một việc tu hành Là vô cùng quan trọng Thân tâm thế giới tất cả buông xả Ngay cả Phật Pháp cũng phải buông xả Phật dạy chúng ta Pháp còn phải xả huống hộ phi Pháp Năm xưa tại nơi này đã giảng qua bộ Kinh Kim Cang Cũng giảng tương đối tỉ mỉ Bộ Kinh này Do hai người là hàng quán trưởng Và một vị cư sĩ đồng tu ở nơi đây Là Trịnh Anh Lương Phát tâm thính mời. Tôi suy nghĩ thấy có một số người niệm Phật, niệm không đúng như pháp. Không được thọ dụng. Cho nên họ thính mời tôi giảng cũng tốt, để họ nghe qua pháp môn Bát Nhã, giúp họ nhìn thấu giúp họ buông xả sau đó niệm câu phật hiệu này mới đắc lực cho nên dùng phương pháp này để phụ trợ cho công đức niệm phật chúng ta hãy tiếp tục xem tiếp Thử tức nam nhạc Hữu tướng an là hạnh giả Đó là tông thiên thai Ngôn tu hành giả Vị như thuyết nhi hành Như văn nhi bất hành Như thuyết thực sổ bủ Hà tế cơ bận Nhàn vân Thuyết đắc nhất trượng Bất như hành đắc nhất thốn Thì chân thực Hướng thế ngữ nhĩ Mấy câu sau cùng này rất hay Khuyên chúng ta phải thật sự tu hành Học Phật điều đầu tiên phải xây dựng lòng tin Chúng ta tin Lão Sư Lão Sư là Thích ca mâu Ni Phật Lão Sư chắc chắn là không lừa dối chúng ta tin chắc là thầy luôn chỉ dạy chân thành từ bi sau đó phải hiểu được ý của thầy chỉ dạy phải hiểu được ý nghĩa của lời chỉ dạy đó sau khi hiểu nghĩa rồi phải chăm chỉ làm y giáo phụng hành như vậy mới có thể được lợi ích chân thật Xin xem tiếp đoạn Kinh Văn dưới đây như dĩ bổn thần lực Nhi ủng hộ chi Phật lệnh nhất thiết Tai hại cặp bất như ý Sự triếp văn ư dĩ Hà huống lịnh thọ Đây là lời Thế Tôn Nói giới kiên lao địa thần Nhớ dĩ như là Chỉ kiên lao địa thần Nhớ dĩ bổn thần lực Nhi ủng hộ chi Ủng hộ người Một việc tu hành Người chuyên tu chuyên hoàng này Ông dùng thần lực của mình Mà ủng hộ người đó Người thế gian chúng ta nói là Phù hộ họ Gia trì họ khiến cho hết thảy tai hại vì những việc bất như ý này không đến tai họ huống hồ là chuyện họ thọ nhận đương nhiên họ sẽ không gặp phải đoạn này là thế tôn dặn dò kiên lao địa thần quyền kiên lao địa thần phải phù hộ những người này giúp họ thành tựu chúng ta cũng đọc qua chú giải một lượt đoạn này chú giải rất hay sách địa thần ủng hộ giả Sắc là người trên nói với người dưới Đây là bảo địa thần Dĩ thử thiện tính Nhược Phật hiện tại Xúc xưng tứ tính Kim ư diệt hậu Cả đương ngũ phẩm Tứ tính và ngũ phẩm Đều là tên gọi chỉ địa vị của tông thiên thai Trí giả đại sư của tông thiên thai Đây là như lai thị hiện Rất nhiều người đều biết Trong sử truyện cũng có ghi chép Nói ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật Tái Lai Thích cao ni Phật ứng hóa ở Trung Quốc. Chư Phật Bồ Tát tái lai thị hiện là rất nhiều, rất nhiều. Các ngài không để lộ thân phận, nên Phạm Phu chúng ta không nhận ra, không biết. Và ngài trí giả thị hiện, niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc lúc ngài giảng sanh học trò của ngài thỉnh giáo với ngài thưa thầy thầy giảng sanh về thế giới tây phương cực lạ là, là ở phẩm vị gì trí giả đại sư rất khiêm tốn nói bởi do ta phải lãnh chúng lãnh chúng là gì quản lý mọi việc lo lắng cho nên phẩm vị không cao giảng sanh địa vị ngũ phẩm Địa vị ngũ phẩm là sanh phàm thánh đồng cư độ Đây là thị hiện Để dạy chúng ta Vì đại chúng phục vụ Quản lý những nghiệp vụ hành chính này Là hy sinh bản thân Quên mình vì người Ý chính là nói Nếu như Ngài không đảnh chúng Không quản lý mọi việc Ngài chỉ có tu hành Thanh tịnh Thì phẩm vị cao rồi Hy sinh phẩm vị của mình Để thành tựu cho đại chúng Nên công đức là Vô lượng vô biên Đây là đại từ đại bi Không mong cầu lợi ích cho chính mình Hy sinh lợi ích của mình để thành tựu cho mọi người Đây là Bồ Tát Nhưng ở chỗ này Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ Sự hy sinh của Ngài là có giới hạn Không phải nói gì quản lý việc đại chúng Mà tương lai mình không thể giảng sanh Vẫn phải vào lục đạo luân hồ Vậy thì quá đổi sai lầm rồi ngài vẫn có giới hạn nhất định giảng sanh giảng sanh phẩm vị kém một chút cũng không sao hy vọng người trong các bạn giảng sanh phẩm vị đều cao hơn tôi tôi thấp hơn các bạn thì được tôi chắc chắn được sanh cho nên ngài là có giới hạn chứ không phải không thể giảng sanh chắc chắn được sanh tịnh độ cho nên nhất định phải hiểu được ý nghĩa này không phải nói chỉ chuyên vì người khác mà bỏ lỡ chuyện giảng sanh tương lai của mình không phải cái ý nghĩa này đây là trí giả đại sư thi hiện để gợi mở cho chúng ta quả gì ngũ phẩm là gì Chỗ này cũng là nói quả dị ngũ phẩm Người một việc tu hành này Cúng dường chuyển đọc Nương theo kinh Y giáo phụng hành Thâm nhập một môn Quả dị ngũ phẩm của thiên thai Thứ nhất là tùy hỷ Ở trong tùy hỷ Đoạn nghi Dứt tâm tán loạn Chuyên tu Chuyên hoàng Chuyên là Phá tâm tán loạn Tâm thần của họ chuyên chú Họ không tán loạn Hay nói cách khác họ ít vọng tưởng thứ hai là đọc tụng họ đọc tụng chuyên đọc một bộ kinh chuyên học một bộ kinh họ không sang tạp giảm bớt ô nhiễm thứ ba là hoan hỷ thuyết pháp phá trừ bỏng sản pháp người thế gian bỏng sản tiền tài người học phật người xuất gia không có tiền tài không có tiền tài nhưng có pháp sợ là bỏng sản pháp bạn có pháp mà không chịu dạy người ta không chịu truyền cho người ta hoan hỷ thuyết pháp đây là phá trừ bọn sản pháp Đây là chướng ngại Đây là đại phiền não Thứ tư là kim hạnh lục độ Thứ năm là chánh hạnh lục độ Kim hạnh lục độ là gì? Là tự mình tu Cái lục độ này là tự lợi Không phải đối với người Cho nên gọi là kim hạnh Là tự lợi Bố thí là gì? Bố thí là buông xả Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây là bố thí Loại bố thí này không có lợi ích đối với người khác Trì giới là chính mình trong đời sống Rất có nề nếp Tự mình dụng công làm việc có thứ tự theo cương phép đều là vì chính mình nhẫn nhục là tâm nhẫn nại có tâm nhẫn nại trong tu học cho nên cái lục độ này hoàn toàn là đối nội là đối với chính mình kim hạnh lục độ hiệu quả của nó là phá trừ vô minh tăng trưởng trí huệ chánh hạnh lục độ là giúp đỡ chúng sanh từ trên sự tướng cho nên khác biệt giữa chánh hạnh lục độ với kim hạnh lục độ là ở chỗ này bố thí của chánh hạnh là lợi ích chúng sanh bố thí tài bố thí pháp bố thí vô úy là đối với bên ngoài Đối với người khác Không phải đối với chính mình Kim hạnh lục độ là đối với chính mình Chánh hạnh lục độ là đối với người khác Cho nên Ở trong chánh hạnh Phải phá trừ bốn tướng Giống như trong Kim Kim Cang nói tức tướng ly tướng không phải không làm làm rất chăm chỉ rất nỗ lực tuy làm mà không dính tướng ngay ở trong đây tu không ngã tướng không nhân tướng không chúng sanh tướng không thọ giả tướng trong kinh bát nhã nói tam luân thể không loại pháp tu học này có cả tử lợi lợi tha Lệnh chúng tu hành là Chánh hạnh lục độ Nhưng ở trong chánh hạnh lục độ Có thể lìa tất cả tướng Thì đó chính là kim hạnh lục độ Chánh hạnh chính là lợi tha Kim hạnh là tự lợi Không dính tướng là tự lợi Có thể phá trừ được vô minh Dính tướng thì không thể phá trừ vô minh được Dính tướng thì biến thành phước báo Biến thành pháp môn thế gian Là tu phước Tu phước như vậy Giống như ngày nay cư sĩ Lý Mộc Nguyên Chủ trì cư sĩ Lâm Tịnh Tông học hội Nó thật ra là giống như Trí giả đại sư vậy nếu như ông dính tướng thì quả báo tương lai là đại phạm thiên dương nếu ông không dính tướng liền đi làm phật ở tây phương rồi cái tu này là phước báo chân thật phước báo lớn cho nên công đức tu hành của họ tông thiên thai đó là giống như ngũ định tâm quán của tạng giáo cảnh giới gần giống nhau ngũ định tâm quán sổ tức đình tán ý nghĩa của đình tức là dừng quán sổ tức là dừng tán loạn quán bất tịnh là dừng tâm tham tham dục quán từ bi là dừng sân hận quán nhân duyên là dừng ngu si Niệm Phật là dừng hết thảy nghiệp chướng Cho nên gần giống với cảnh giới của ngũ định tâm quán Tí giả đại sư nói Ngài giảng sanh Chỉ quả vị ngũ phẩm Cả đưa ngũ phẩm Dĩ đọc kinh thị đệ nhị phẩm Cúng dường nải đệ tứ kim hạnh lục độ phẩm Đây là tôi giới thiệu sơ lược qua Đại ý của quả vị ngũ phẩm với các vị Chúng ta xem chú giải xuống hạng thứ hai Thì do nhất niệm tính giải Ban đầu người mới học Phật Chúng ta tiếp xúc Tin hiểu sáng tỏ nó Hiểu rõ nó vị trí thâm tính quán thành sau khi hiểu rõ rồi lại có thể thực sự y giáo phụng hành thì niềm tin sẽ sâu thêm quán thành là gì cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh sẽ thay đổi dần dần cách nhìn cách nghĩ của chúng ta sẽ tiến gần đến cách nhìn cách nghĩ của như lai bồ tát vậy là siêu phàm nhập thánh rồi. siêu phàm là vượt qua kiến giải của phàm phu, tiếp cận cảnh giới Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là người là giống giới cách nghĩ cách nhìn của chư Phật Bồ Tát. Đường tri ngũ phẩm quán hạnh vi như Phật tuy ngũ phẩm quán không cao lắm phàm phu có thể làm được nếu quá cao thì phàm phu không làm được ngũ phẩm quán là phàm phu có thể làm được loại tâm hạnh này của phàm phu cũng rất giống phật Ngân giống phật rất giống phật cố lệnh ủng hộ giả cho nên thế tôn căn dặn người một việc tu hành này tuy họ là phàm phu nhưng rất gần giống như phật là cùng một phương hướng cùng một mục tiêu với phật cho nên căn dặn kiên lao địa thần phải phù hộ họ phải ủng hộ họ hàng sau cùng này đây là Lời trong Kinh Kim Quang Minh nói Trang 43 Bắt đầu xem câu cuối cùng Kiên Lao Bạch Phật Ngôn Đây là lời của Kiên Lao Địa Thần nói Tuy không phải Ở trong Pháp hội này Không phải ở trong bản Kinh Có thể thấy Kiên Lao Địa Thần phát nguyện Cũng giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy nhiều lần phát nguyện nghe nói thuyết pháp tỳ kheo tọa pháp tọa thời ngã thường trú dạ vệ hộ bất ly ẩn tế kỳ hình tại pháp tọa hạ đỉnh đới kỳ túc chúng tôi tin lời của ngài địa thần nói là chân thật là hiện thực cho nên thật sự phát tâm thuyết pháp dùng tâm chân thành thuyết pháp tâm vô tư thuyết pháp tâm lợi ích chúng sanh thuyết pháp khi bạn ngồi ở trên cái ghế này thì kiên lao địa thần sẽ ở dưới ghế địa thần đang đội bạn trên đầu rất cung kính có thể thấy thăng toạt thuyết pháp không phải là chuyện đùa phải dùng tâm nghiêm túc không đưa có một mảy may sơ ý bạn sơ ý là bạn có tội với địa thần rồi cho nên khi người đăng đạt thuyết pháp mà không đúng như pháp thì yêu ma quỷ quái vây quanh rồi đây là đạo lý nhất định cho nên ở những chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý phải tin sâu lời phật dạy lời phật dạy câu nào cũng là chân thật ý nghĩa của đoạn này rất dài Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.